AP ngày 13 tháng 6 đưa tin, Ủy ban điều tra vụ bạo loạn đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 đã tổ chức phiên điều trần công khai đầu tiên hồi tuần trước. Các thành viên của ủy ban này tuyên bố họ phát hiện đủ bằng chứng để Bộ Tư pháp Mỹ có thể đưa ra cáo trạng hình sự chưa từng có chống lại cựu Tổng thống Donald Trump vì tìm cách lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Theo ủy ban trên, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, Bill Stephen, sẽ là một trong những nhân chứng tham gia phiên điều trần ngày 13 tháng 6. Nghị sĩ Adam Schiff, lãnh đạo Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, yêu cầu điều tra xem ông Trump có phạm tội hay không. Một số bằng chứng mới dự kiến được trình bày trong phiên điều trần tuần này nhằm chứng minh ông Trump và các cố vấn cố gắng truyền bá thông tin sai lệch, gây áp lực để bác kết quả từ đại cử tri đoàn và chặn chứng nhận bỏ phiếu vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tuy nhiên, phát ngôn viên của ông Trump, Taylor Butterwick, cho rằng quyết định gọi ông Stephen ra điều trần mang động cơ chính trị. Danh sách nhân chứng tại phiên điều trần ngày 13 tháng 6 còn bao gồm công tố viên liên bang Jay Bach ở thành phố Atlanta. Người này từ bỏ chức vụ ngày 4 tháng 1 năm 2021, một ngày sau khi bị rò rỉ đoạn ghi âm liên quan tới ông Trump. Một nhân chứng khác là cựu biên tập viên Chris Stewart của đài Fox News. Theo Ủy ban điều tra vụ bạo loạn đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021, hầu hết nhân chứng đều tự nguyện ra điều trần. Ủy ban này cho biết sẽ làm rõ cáo buộc một số đảng viên Cộng hòa, trong đó có nghị sĩ Scott Perry, đề nghị ông Trump ân xá. Bên phía ông Trump đã phủ nhận tất cả hành vi sai trái. AP bình luận, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland phải đưa ra quyết định khó khăn rằng có thể và nên truy tố ông Trump hay không. Chưa có tổng thống hoặc cựu tổng thống nào từng bị truy tố trong lịch sử của Mỹ. Cố Tổng thống Richard Nixon từ chức vào năm 1974 khi ông phải đối mặt với tình huống bị luận tội và bản cáo trạng tiềm tàng về tội nhận hối lộ, âm mưu và cản trở công lý. Cố Tổng thống Gerald Ford sau đó xóa tội cho người tiền nhiệm của mình.